Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Và ở trong video trước, Đồ gỗ Hoàng Hải đã đăng tải tác phẩm Trúc Lâm Thất Hiền với chất liệu là gỗ chắc và được khảm ốc đỏ Singapore cắt tỉa đẳng cấp đỉnh cao này đã lên trên kênh cách đây khoảng 4 hôm. Thì Đồ gỗ Hoài cũng nhận được rất nhiều những cái bình luận cũng như là những cuộc gọi điện về cho bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải. Có hỏi rằng bên cơ sở Đồ gỗ Hoài ý nghĩa của tác phẩm này là như thế nào? Và những câu thơ trong tác phẩm này là gì? Thì ở trong video này Đồ gỗ Hoàng Hải xin chia sẻ với quý vị các bạn để quý vị các bạn có thể hiểu rõ tác phẩm này hơn. Tác phẩm này thì là tác phẩm có cái tên là Trúc Lâm Thất Hiền. Trúc Lâm Thất Hiền, Đồ gỗ Hoàng Hải xin chia sẻ một chút, đó là gồm 7 ông gọi là 7 ông hiền nhân. 7 ông hiền nhân đang ngồi chơi cờ, gảy đàn và uống trà tâm sự. Đó, gọi là 7 vị hiền nhân ở trong một khu rừng trúc rất là đẹp, rất là ý nghĩa và được bên cơ sở Đồ gỗ Hoài cắt tỉa phân màu cực kỳ đẳng cấp, chơi cờ, đánh đàn, bầu bạn, trò chuyện rất là ý nghĩa cho các bác. Có thể là đây là một cái thú chơi của những các cụ ngày xưa đấy ạ. Các cụ ngày xưa có một cái lối chơi phải nói cực kỳ là cũng rất là hay, có rất là ý nghĩa để cho giới trẻ bây giờ còn phải học hỏi theo quý vị ạ. Và ở trong cái bài thơ này thì được trích đoạn của một tác giả, đó là tác giả Nguyễn Công Trứ. Thì Đồ gỗ Hoàng Hải xin phép là đọc và dịch cái bài thơ này để quý vị và các bạn cùng biết được. Gồm có 4 câu thơ trong bài thơ chữ Lôm của tác giả Nguyễn Công Trứ, đó là: thơ một túi gieo vầng đỗ lý, rượu lưng bầu rót chén lưu linh, đàn bá nhảy gảy tính gảy khúc tính tăng tình, cờ đế thích đi về xe pháo mã. Đó, đó là 4 câu thơ trong bài thơ của nhà văn Nguyễn Công Trứ. Đó, Đồ gỗ Hải xin chia sẻ với quý vị các bạn để quý vị các bạn có thể nắm rõ được về cái tác phẩm này cũng như là ý nghĩa của tác phẩm này. Và tác phẩm này thì quý vị có thể là làm quà tặng, quà biếu, hoặc là có thể trưng bày trong không gian phòng khách, để trên chốc những cái chiếc kệ tivi cũng như là cái chiếc kệ, chiếc đôn phải nói cực kỳ đẹp và ý nghĩa. Tác phẩm này thì là tác phẩm phiên bản giới hạn và độc nhất vô nhị trên thị trường quý vị ạ. Không có tác phẩm thứ hai. Được bên cơ sở Đồ gỗ Hoàng Hải thực hiện cũng khá lâu rồi và nay mới có thể xong được để giới thiệu tới quý vị các bạn. Và quý vị các bạn quan tâm đến sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ Đồ gỗ Hoàng Hải qua Zalo số 0984368681. Đồ gỗ Hoàng Hải có địa chỉ tại làng nghề Khảm Truyền thống, thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho Đồ gỗ Hoàng Hải để được sở hữu tác phẩm trên. Và rất mong được sự ủng hộ của mọi người. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất. Và hãy nhấn vào nút chuông để được bên cơ sở Đồ gỗ Hải khi nào đăng tải lên những video mới thì quý vị có thể là người đầu tiên nhận được những video hình ảnh. Và hãy liên hệ trực tiếp với Đồ gỗ Hải để được sở hữu tác phẩm này. Và xin kính chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và hẹn gặp lại quý vị ở trong các clip sau. Xin chào.